kênh của mình nhé. Chúc mọi người xem video vui vẻ, và nhiều sức khỏe nha anh em. thì uh, kênh mình thành lập ra với mục đích là giao lưu kết nối để chia sẻ những mẫu hồ của những anh em trong kênh của mình, cũng như là những anh em nào xem được video này của mình có nhã ý muốn giao lưu uh, những cái kiểu làm lọc uh, mới và sáng tạo á, uh, thì anh em có thể comment bên dưới ha. ở bên cạnh đó thì mình cũng có hỗ trợ cho một số anh em uh, đang chuẩn bị xây hồ hoặc là anh em có hồ sẵn rồi mà mình gặp khó khăn trong có vấn đề làm lọc nè, xử lý nước nè và một số bệnh cơ bản cho cá coi cũng như là làm những cái chế cho những cái hồ mini từ một khối đổ lại anh em thì anh em có thể là liên hệ trực tiếp với lại mình à, mình sẽ hỗ trợ cho anh em bằng cái sự hiểu biết cơ bản của mình thôi à, hoàn toàn miễn phí anh em nhé thì trong thời gian vừa rồi cũng có một số anh em à, cũng có hỏi mình là có cái biện pháp nào để mà khắc phục giúp cái à, không có bị ảnh hưởng quá nhiều khi mà đi vào thời tiết lạnh đó anh em. Thì ngày hôm nay mình làm cái video này à, sẽ chia sẻ với lại anh em trong kênh của mình à, một số cái vấn đề để mà khắc phục khi mà bước vào thời tiết lạnh để nó tránh ảnh hưởng đến cá quá nhiều anh em nhé Thì à, cái đầu tiên mà mình thấy trên một số cái diễn đàn cũng như là một số cái nhỏ nhóm anh em hay chia sẻ với lại nhau đó, là khi đi vào thời tiết lạnh đó, thì mình sử dụng là cái đèn sưởi. Thì đèn sưởi là một trong những cái mà mà nó xử lý nó làm cho nước của mình không bị lạnh quá nhiều anh em để tránh ảnh hưởng đến cá coi rất là tốt nha nhưng nó chỉ hiệu quả ở một số thời điểm và một số hồ thôi chứ nó không phải hoàn toàn nha thì cái mình chia sẻ ở đây á, là đèn sửa nó chỉ áp dụng cho những cái hồ theo mình thôi là từ một khối có nghĩa là từ một khối đổ lại có nghĩa là những cái hồ nhỏ đó thì mình sử dụng cái đèn sửa nó sẽ hiệu quả còn thí dụ như những cái hồ nó to tầm cỡ 3 khối trở lên á thì mình sử dụng đèn sửa chắc chắn 100% là nó không hiệu quả. Thứ nhất là tốn kém nè, thứ hai là nó rất là phức tạp và cái thứ ba nữa là cái thể tích nước của mình nhiều anh em thì mình sử dụng cũng không biết bao nhiêu đèn thì nó mới hiệu quả được. Cho nên là cái đèn sưởi này khi sử dụng nó chỉ áp dụng cho những cái hồ nhỏ thôi anh em, còn những cái hồ mà lớn giống như là ba khối trở lên thì theo mình nghĩ nó 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 sẽ không hiệu quả mấy đâu. Thì anh em cần chú ý ngay chỗ cái vấn đề này ha. Và cái vấn đề thứ hai là cái cách mà mình xây dựng hồ. Nếu như những anh em nào ở những cái tỉnh hoặc là những cái nơi mình ở mà cái không khí lạnh đó nó thường xuyên thì anh em cần chú ý ngay chỗ cái độ sâu của hồ ha. Theo mình nghĩ thí dụ như chỗ của mình ở nó thường xuyên bị lạnh mà mình xây cái độ sâu nó tầm cỡ 40 hoặc là 50 thôi thì chắc chắn nó sẽ bị ảnh hưởng vô cái thời tiết bên ngoài nó làm cho cái mật độ nước của mình đó, nó bị khá lạnh bằng với lại là cái nhiệt độ bên ngoài luôn như vậy là nó sẽ ảnh hưởng đến cá rất là nhiều mặc dù là cá coi nó chịu được cái độ lạnh rất là tốt anh em nên nếu mà anh em nào chuẩn bị xe hồ thì mình cho anh em một cái lời khuyên nên cái độ sâu của nó là cần chú ý nha tầm cỡ theo mình nghĩ cỡ tầm 80 cho đến một mét thì nó sẽ hợp lý thì khi mà nhiệt độ ở trên nó lạnh á thì cá nó có thể là núp ở dưới tầng dưới thì thay vì ở trên 20 độ thì ở dưới có thể là 23 hoặc 24 độ thì nó cũng sẽ giảm được một cái phần nào đó anh em nha. Nên là cái khâu mà độ sâu của nước nó cũng rất là quan trọng anh em nha. Ngoài cái việc mà giúp cho cá phát triển thì nó cũng góp phần để để coi như là giảm tải bớt cái tình trạng là cái lạnh ảnh hưởng đến cá anh em nha. Nhưng mà khi mà hồ mà làm những cái độ sâu như vậy á là anh em cần chú ý cái độ an toàn là trên hết anh em nha. Và cái vấn đề thứ hai đó là những anh em đã xây hồ rồi nhưng mà hồ của mình đổ sâu nó chỉ có 50 hoặc là 40 thôi thì nó sẽ bị ảnh hưởng thì khi mà đi vào cái thời tiết lạnh á thì anh em có thể là dùng những cái bạc nè hoặc là những anh em dùng nói chung là bất cứ một cái vật liệu gì cũng được anh em che chắn xung quanh để chi nó giảm bớt cái nhiệt độ của bên trong hồ so với lại bên ngoài thì khi mà mình che chắn bạc hoặc là mình che những cái gì đó thì nó kiểu giống như là mình mở máy lạnh trong nhà nhưng mà mình đắp mền anh em thì thay vì ví dụ như nhiệt độ nó là 20 thì khi mà anh em che chắn như vậy nó sẽ giảm được cho mình tầm cỡ 3 độ hoặc là 4 độ đó ví dụ vậy ví dụ như mình không che chắn thì nó sẽ bị ảnh hưởng do thời tiết lạnh bên ngoài thì nó rơi vào khoảng 20 độ nhưng mà mình khi mà mình che chắn như vậy á thì nó sẽ giảm được cho mình cỡ 3 độ hoặc là 4 độ nó cũng sẽ giúp cho mình uh, giảm tải bớt cho cá anh em thì đó cái này là theo mình nghĩ thôi và những cái ý kiến này thì cũng được một số anh em ở những cái tỉnh nè hoặc là những cái nơi anh em mà chơi cá coi á nó bị lạnh thường xuyên thì anh em áp dụng những cái cách này nó hiệu quả thì anh em cũng có nhờ mình chia sẻ lên kênh để nếu mà anh em nào đang gặp cái khó khăn trong cái vấn đề mà bước đi vào mùa lạnh đó, mà mình sợ cá nó bị ảnh hưởng đó, thì anh em có thể là áp dụng ha một là hồ của anh em những cái hồ mà mini tầm một khối đổ lại thì anh em nếu mà tiện anh em có thể là mua đèn sưởi mình sử dụng thì cái đèn sưởi thì nó rất là đơn giản rồi mình chỉ cần để vào bên trong hồ mình thôi mình cấm điện vào là nó đã hoạt động rồi mình không cần phải làm quá nhiều và cái thứ hai nếu như hồ của anh em là những hồ to tầm cỡ ba khối trở lên thì chắc chắn là mình sử dụng sưởi nó sẽ không hiệu quả rồi thì anh em nếu như chuẩn bị xây hồ thì mình coi ngay chỗ cái độ sâu ha nên làm từ 80 cho đến một mét thì nó sẽ giảm tải được một phần nào đó nước của mình nó sẽ không bị ảnh hưởng lạnh quá nhiều và cái thứ hai nếu như hồ của mình đã xây rồi đã xây rồi mà cái độ sâu của mình đã tầm cỡ 40 hoặc 50 thì bắt buộc mình phải che chắn có nghĩa là mình lấy những cái bạc hoặc là những cái gì đó mình che đậy lại nó sẽ giảm bớt cho mình mấy độ anh em thì nó cũng sẽ góp phần để nó giúp cho cá của mình nó tránh bị ảnh hưởng quá nhiều anh em nha và một cái nữa rất là quan trọng đó là khi mà đi vào mùa lạnh rồi thì cái vấn đề mà cho ăn nó rất là quan trọng nha có thể là hai ngày hoặc là cách một ngày anh em cho ăn một lần Tại vì khi mà lạnh như vậy á, thì cá nó sẽ rất là khó khăn trong cái vấn đề là tiêu hóa Mà khi mà mình cho ăn quá no thì nhiều khi là nó tiêu hóa không được anh em Nó dễ dẫn đến cái tình trạng bị sình bụng lắm nha Thì đây là mình cho anh em là cái lời khuyên cách một ngày cho ăn một lần Hoặc là hai ngày mình cho ăn một lần anh em nha Và cho ăn số lượng ít nhiều phải thôi anh em nha thì đó là những cái thông tin cũng như là những cái cơ bản mà theo mình là nó sẽ giúp ích được cho anh em một phần nào đó trong cái vấn đề khi mà vào thời tiết lạnh để tránh ảnh hưởng đến cá quá nhiều anh em nha một là nếu mà anh em chuẩn bị xây hồ mà anh em ở những cái nơi mà nó thường xuyên bị lạnh thì cái độ sâu nó cũng rất là quan trọng và cái thứ hai là nếu như mình đã xây hồ rồi mà cái độ sâu của mình thấp thì khi mà vào mùa lạnh mình thấy cá của mình đó, nó nó tụ lại một góc á là có nghĩa là nó nhiệt độ nó đã quá lạnh rồi thì mình có thể là dùng bạc nè hoặc là mình dùng bất cứ một cái vật gì đó mình che chắn xung quanh của hồ của mình thì nó cái kiểu giống như là người mình thôi mình mở máy lạnh mà mình đắp mền đó anh em đó thì nó cũng sẽ giảm bớt cho mình một số độ và cái thứ hai nữa đó là cái vấn đề mà cho ăn mình cho ăn cái số lượng nó vừa phải nó ít thôi để tránh ảnh hưởng cá nó không có tiêu hóa được anh em nha thì ngày hôm nay mình chia sẻ với lại anh em một số cái vấn đề cơ bản thì mong rằng video này sẽ giúp ích được cho anh em một vấn đề nào đó trong cái vấn đề hạn chế cá bị ảnh hưởng quá nhiều do cái thời tiết lạnh anh em nha